Happy Robust Shop, nơi bạn có thể mua Robust uy tín với giá cả phải chăng. Robust 120 giờ, Robust chính hãng. Cùng với đó là đa dạng các loại dịch vụ cài thuê, mua Game Pass, mua Devil Fruit vĩnh viễn. Còn chờ gì nữa, hãy đến ngay với Happy Robust Shop. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game One Root nha mọi người. Thì hôm nay á, đáng lẽ là mình định làm gì ta? Mình định là làm một cái clip thử coi mình đi solo, coi thử coi cái Haki Bá Dương của mình á. Khi mà mình cũng hôm bữa là mình làm về trái Root 20-26k đúng không? Thì ngày hôm nay á, mình sẽ có một cái video thử là test bao nhiêu ta? Để mình Ali bé này vô cái đã mọi người, mới có sờ VIP để chơi. Thì mình sẽ test thử 36k điểm xì ta Haki Bá Dương đấy, thì sẽ đi được bao nhiêu lần rai lửa. Thì mình đã chuẩn bị cho mình đó là 3k chìa khóa rai lửa mọi người ạ. Mình nghĩ là 3k chìa khóa rai lửa là chắc là ok á. Nhưng mà trước tiên thì mình cũng chưa có cây vũ khí Bicento mọi người ơi. Thì mình sẽ nhờ mình sẽ đi ké hai rai của con Húy này, xong rồi mình sẽ tự đi cũng mình hết mọi người. Xíu nữa mình sẽ kêu là đi xong hai rai rồi mình sẽ tự đi. Em là 20 mặc xét đồ 20% drop hả? Ok em nhá. Con bé này nó kêu mình hãy mặc cái bộ sắc đồ đó. Xíu nữa thì khi nào mình đổi tới cái kia thì mình sẽ mặc cái. Còn bây giờ nó kêu mình hãy mặc bộ đồ tăng 20% drop đúng không? Tăng 20% drop là cái bộ, chắc là cái bộ rare này nha. Chắc là cái bộ bộ rare này, đâu rồi? Đây nè. Không ta? Phải là cái bộ nào không? Vô. Ok, vô thôi. Ok, mình vô thì mình vô thôi mọi người. Chết rồi. Hình như là mình dùng cái của mình hay gì rồi mọi người ạ. Mình dùng cái chìa khóa mình hay gì ta? Ủa đâu rồi? Trời ơi. Ủa? Em đâu rồi? Chưa vô mà, chưa kịp lắm vô mà, nó đi rồi. Trời ơi. Mấy đứa này vô rồi anh không có vô được. Trời ơi, từ từ gấp thế. Gấp kiểu gì? Áo thịt đấy, không sao. Bây giờ chúng ta đi lại với mọi người, có nhiêu chúng ta đi nhiêu. Kỳ cuối hả? Ok. Kỳ cuối. Chưa gì á, đã đi rồi. Sao? Mình đi ké thử cái này có ra gì không nhé mọi người. Mình cũng không có cái đồ mà tăng tỷ lệ drop nữa. Mình không biết cái là đồ nào. Từ đó kêu là cái đồ nào mình chả biết nữa mọi người ạ. Rồi, coi thử coi này là đánh ké thôi nhé mọi người. Rồi xíu nữa cho mấy đứa này đánh chung luôn cũng được. Mình nghĩ là chắc cũng ok á. Trời ơi, ông boss. Ông boss chưa gì đó hẹo rồi. Nhanh thật sự mọi người ạ. À. Ra cái gì hết. Món này nó hẹo nhanh ghê luôn á. Mình còn 3 chìa khóa đúng không? Không biết là nghĩa nó coi chìa nào không giờ. Mình phải bú mấy chìa khóa mấy đứa này mới được. Nghĩa có không? Nghĩa có kỳ không? Phải bú cái kỳ của nghĩa mới được mọi người à. Mình có 3 cái để mà làm clip thôi. Nên mình cho mấy đứa này không được, mình phải gọi là để tự solo mọi người ạ. À. Như là thằng Nghĩa nó không có kỳ rồi, ok, Nghĩa nó không có kỳ thôi. Mình chuẩn bị tự đi thôi mọi người, mình sẽ chờ Haki của mình nó hồi lại nha mọi người. Chờ Haki của mình nó hồi lại xong mình sẽ làm clip mình tự đi thôi nha mọi người. Em mua star hết rồi, thế thì thôi, em ơi. Chịu khó đi em ạ. À. Rồi, thì Haki Bá Dương của tôi đã hồi nha mọi người. Để bây giờ tôi test 36k Haki Bá Dương thì chúng ta sẽ kéo dài đánh con boss rai lửa được 3 lần hay không nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta test thôi. Mình mới vừa nói chuyện với mấy đứa kia, kêu mấy đứa kia là đừng có vào để mình test thử. Rồi bây giờ mình vô mình test thử thôi nha mọi người. 3k để xem coi thì cái Haki Bá Dương của mình sẽ kéo dài được 3k không. Rồi quên cái không sao, cái này thì mình có cái hút máu mọi người à. 365 trên 442 lần né. Không sao. Bây giờ chúng ta sẽ chọn con boss ra ha, mình gồng chiêu lên hết rồi đúng không? Ok. Bây giờ mình sẽ chọn con boss ra nha mọi người, để xem coi cái Haki Bá Dương của mình sẽ đi được bao nhiêu lần gai lửa cho mọi người. Mà có gì mình tìm cái Bicento nữa mọi người ạ.
À, liệu là 36k này có cái gọi là, để cho nó nổ cái cầu lửa cái đi. À, mình sẽ vô. Đó, ok ha. Để xem thử coi tôi sẽ ra được bao nhiêu lần. Khi mà gọi là cái combo của tôi hiện tại bây giờ là cũng cả 100k đam mà mọi người à. Đó, người thấy không? Rồi, một lần, không ra gì hết. Để xem thử liệu là 3 lần ra thì tôi sẽ gọi là cái Haki Bá Vương của tôi có gọi là kéo dài được 3 lần like hay lần like không nha mọi người. Đó, lần đầu tiên là xong á. Ồ, mấy chục giây thôi mọi người, chỉ có mấy chục giây thôi mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến lần thứ hai này. Vô luôn, vô luôn, vô luôn. Coi thử có thời gian, coi thử có 3 kỳ. 3 cái kỳ thì tôi sẽ gọi là ra được 3 lần hay không với cái Haki Bá Vương của tôi, 36k, 36k mastery của Haki Bá Vương nha. Dạ mà lên được qua mới gọi là cũng dữ dằn đó chứ. Đang tép 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 tép. Nhanh đi trời ơi. Là ho lỡ lỡ nó xui xui nó không kịp là buồn lắm luôn á ní ơi. Đó, gọi là gái cho khác vô, đứng này đứng tăng luôn, đứng tăng luôn, đứng tăng luôn, không sợ, không sợ. Bỏ hai kia thì chúng ta mở lại sao? Chết rồi, tôi bấm lộn nó tắt cái chiêu rồi mọi người ạ. À. Tôi sẽ bật Haki lên lại nha. Nào. Rồi, ok luôn, nhẫn cờ với mọi người. Nhưng mà cái Bisinto thì vẫn chưa thấy đâu. Không sao, không sao. Chúng ta sẽ bỏ qua cái phần Bisinto đi. Bây giờ chúng ta ra cái lần tiếp tục với cái lần thứ thứ ba nhé mọi người. Đấy, mình nghĩ là bây giờ mình đi được 4 5 lần luôn á chứ. Mình nghĩ bây giờ là mình đi được 4 5 lần luôn mọi người ạ. À. Ảo thật đấy. Vô tiếp, vô tiếp. Độ lên, tốc độ lên. Đấy. Cái Haki của mình bây giờ chắc mình đi phải 4 rai 5 rai á mọi người à. Bây giờ không biết là xíu nữa mình ra xong rồi ra mình ra ngoài coi thử coi bao nhiêu lâu rồi mới hết, mình chạy vòng vòng luôn. Nãy giờ thì chắc là hơn nãy giờ là hơn 2 phút rồi mọi người à. Hơn 2 phút rồi Haki mình vẫn còn á. Đẹp. Nhà là đi solo rai khỏe luôn á chứ. Đấy. Rồi hết Haki rồi mọi người, vừa hết Haki rồi. Vừa hết Haki và vừa gọi là vừa đánh xong con boss luôn. Gọi là kịp đúng lúc kịp thời mọi người ạ. À. Đấy, vừa con boss nó vừa còn khoảng 4 tỷ đam là mình đã hết Haki. À. Ok, vậy là vừa đi kịp 3 rai nhé mọi người. 3 rai. 3 rai là mình đã có cho mình đó là sao ta? Mình đã có cho mình 3 lần rai. Và cái Haki Bá Vương của mình kéo dài trong vòng là khoảng 3 phút hơn mọi người ạ. À. 3 phút hơn cho một cái Haki Bá Vương thì quá là kinh khủng rồi đúng không? Trời ơi thiệt chứ giờ không có không ai không không có ai còn coi luôn để gọi là đi đi lấy cái cây Bisento đánh hoài cũng chả ra mọi người à, chán thật sự luôn á. Ô, ra trái quỷ luôn kìa. Giờ đâu còn coi ở đâu ai còn coi ở đâu đi mọi người ơi, mình còn có 15 coi à. Quá chán nản luôn mấy anh trai ơi. Quá chán nản luôn, thôi bây giờ mình đi lụm, giờ mình đi lụm trái quỷ thôi. Tập trái quỷ, random trái quỷ xong mà sẽ kết thúc video mọi người. Thì mình đã cho mọi người thấy cái sức mạnh của 36.000 điểm Star của Haki Bá Vương nhé mọi người, là đi được 3 lần ra lửa solo. Và hiện tại là mình đã max điểm trái quỷ bằng một combo của mình là rên cả 100k máu. Một combo của mình là con boss ra lửa cúc luôn mà mọi người. Anh điên. Trời ơi, tôi làm gì còn coi nữa mà hỏi tôi. Tôi còn có 15 coi à, hỏi tôi cái gì, tôi để tôi làm clip hết rồi. Mấy anh trai kia thì phải anh mua hết hay anh mua hết X2 thì làm ai còn nữa. Cao hết Haki rồi thì làm gì còn nữa anh ơi, anh mua hết cái X2 rồi thì ai làm gì còn nữa mà cho anh bây giờ. Không có đâu anh trai ơi. Ui dồi ôi, ra trái quỷ gớm dưới trời. Đây. Thời gian kéo dài của cái Haki Bá Vương 36k Star là 3 phút nha mọi người. Random luôn. Úi dồi ôi, cái gì mà góp dưới trời, cái gì mà ra toàn ba cái trái tào lao bí đao không à. Trời ơi. Rồi mình hết hết coi rồi, mình cũng không còn gì hết để cho đổi hết mọi người. Giờ chủ yếu là đúng là nói với ông kia đúng là nên để cái gì ta. Con ma này như là mình có hai con, mình có một con ma mà đỡ được rồi. Cái này thì từ đây đổi qua thì mình cũng chả đổi làm gì hết. Chờ đúng rồi, nói với ông kia hay để dành hộp quà lại đi, sau này thì chắc là sẽ dùng hộp quà để đổi á.
Còn bây giờ chắc là mình sẽ kết thúc clip này tại đây nhé mọi người. Mọi người thấy clip này như thế nào thì để lại bình luận bên dưới nha. Hẹn mọi người clip sau. Bye bye.